Dạ thưa thầy, ở công ty mình càng giúp thì người ta càng đẩy việc đổ thừa, nói xấu mình với sếp. Con không thích minh oan, cãi cự nhiều thì sếp cho nghỉ việc. Con làm quản lý mua hàng nên tiếp xúc với các phòng khác khá nhiều. Và thậm chí họ tìm cách ăn rơ đi đêm với nhà cung cấp của con để hưởng hoa hồng. Tìm cách nói sếp để bắt con mua đơn vị đó. Con đang muốn giữ tâm trong sạch và lòng từ. Kiếp này xem như con sống để trả nghiệp. Liệu con như vậy có đúng không? Con đang gãy chân, 2 năm gãy 2 lần. Và trong giai đoạn bàn giao nghỉ việc. À, cảm ơn. Sư thì sư rất là thích có những cái nhìn nó hơi lạ đời, nhưng mà cái lạ đời đó thì nó lại quen với đạo, tức là lạ đời mà quen đạo. Nó như vậy, khi mà mình bố thí thì mình được phước nha, khi mình bố thí thì mình được phước, đừng có phiền. Nó giống như là bây giờ mình đang gom tiền thì tiền càng nhiều thì mình càng khoái. Nhưng mà nếu như mà tiền tiền nhiều quá, mình xách mệt quá rồi thì cứ bỏ xuống thôi. Đó, bây giờ mình tay tay trái mình xách một vali tiền, tay phải mình xách một vali tiền, lưng đeo một vali tiền. Và bây giờ tiền nhiều quá rồi, bây giờ mình xách không nổi nữa, mình mệt quá thì buông xuống thôi. Nhưng nếu như mà mình thấy tiền mình còn ít, mình muốn xách thêm thì cứ xách. Cái chuyện mình giúp đỡ người khác cũng vậy. Khi mình giúp đỡ người khác là mình đang tạo phước. Mình đang tạo phước thì mình đang có phước. À, mình giúp càng nhiều, mình phước mình nó càng nhiều. Người ta càng lợi dụng mình là người ta càng cho mình phước. Nếu mà quý vị mệt quá thì thôi. Nhưng mà quý vị có một cái sự an ủi như vậy, nói như vậy để cho quý vị thấy an ủi nè. Vua trời đế thích. Đời quá khứ, khi ông xây căn nhà nào lên, ông vừa xây căn nhà lên, là có người nhảy vô chiếm chỗ đuổi ông ra khỏi nhà. Quý vị cứ nghĩ quý vị để dành tiền bạc tích cóp ha, rồi quý vị xây lên căn nhà, người ta nhào vô, người ta đuổi mình ra khỏi nhà, chắc quý vị sống chết với người ta. Nhưng không, Đế Thích khi ngài còn còn là người phàm, người ta tới chiếm nhà rồi cứ cho nhà, cứ cho người ta tới chiếm là cứ cho. Rồi xây căn khác, cứ xây căn nào lên là người ta nhảy vào chiếm căn đó. Ông xây riết mà nó thành cái ngôi làng. Rồi làm nhiều chuyện nữa cũng vì thiên hạ, rồi sau này được lên làm vua trời đế thích. Cho nên cái chuyện mà mình giúp người ta thì mình càng giúp mình càng có phước. Người ta là muốn lợi dụng mình, có nghĩa là người ta đang cho mình phước. Cứ lấy. Nhưng nếu mệt quá rồi thì buông. Tùy quý vị à. Quý vị ngại ngại không muốn phước nhiều nữa thì cứ buông. Còn cái chuyện sếp thì nếu như mà sếp cứ cương quyết như vậy thì thôi cứ để sếp ghi nhận như vậy. Đầu tiên á, là mình nói rõ cái chuyện đúng sai. Nhưng mà nếu nếu như mà sếp vẫn kiên quyết thì cứ để sếp ghi nhận như vậy, và nó không liên quan tới mình. Nó giống như trường hợp bà Visakha, những cái cậu con trai gia đình danh giá gửi những cái cô vợ của mình đến ở với bà Visakha để học cái hạnh của bà, để thành những cái người mà vợ tốt. Nhưng mà mấy cô này, mấy cổ ghiền uống rượu, rồi mấy cổ đi, mấy cổ uống rượu. Bà nói mấy cô không nghe, thì bà chỉ nói đơn giản thì các cô cứ ghi nhận như vậy. Các cô làm thì các cô ghi nhận như vậy, các cô biết thì các như vậy thôi. Và đó, các cô nó cứ uống rượu rồi uống về bị chồng đánh thôi. Thì cái đó không thể trách bà Quý Sa Khá được. Quý vị cũng vậy đó, nếu như ai đó làm sai thì mình vì lòng từ thì mình vẫn nên nhắc, nhưng mà nhắc một lần. Còn nếu như mà họ không nghe thì cứ để họ ghi nhận như vậy. Rồi sau đó nếu như họ có chịu sự thất bại thì hoặc là sự bất lợi thì
mình đã nhắc rồi ha. Ừ. Và cái sự kiện của quý vị á, ví dụ như cái sự kiện là một năm gãy chân hai lần thì sư khuyên nên giữ giới. Như sư nói ở ở trên, cái mình không có ý thức được cái sự quan trọng của giới đâu, nên giữ giới, ráng giữ giới. Và cho dù mình có đang ở hoàn cảnh bất lợi đi chăng nữa thì hãy ráng là người đi vào ánh sáng. Dù cho quý vị có đang ở trong tối hay là đang ở trong sáng thì ở đâu đi nữa thì cũng hãy là người đi vào ánh sáng. Tức là mình không vì cái hoàn cảnh của mình thuận lợi hay bất lợi mà mình trở thành con người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hoặc là hại người này hoặc hại người kia. Thì đó là cái lời khuyên của sư. Và không biết trong vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Đại Đức hành tại rất khéo léo khi phân tích cho cái vị mà hỏi câu hỏi này nè. Những cái rủi ro, những cái đau khổ, những cái bi ai mà trong những cái bất công, rồi những cái dối trá, những cái đau khổ ở trong sinh tử luân hồi, khi mà mình còn trong sinh tử luân hồi thì Đức hành tại phân tích cho quý vị biết. Để Đức hành tại phân tích để cho mình gì, mình có cái tư duy, cho cái vị này có tư duy, mình tư duy cho chánh hơn. Thì quay về cái trọng tâm câu hỏi, thì cái vị đã nói là con đang muốn giữ tâm trong sạch và lòng từ, kiếp này xem như con sống để trả nghiệp. Liệu như vậy có đúng không? Thưa quý vị, nếu mà nói đúng hay không thì sư nói là cũng đúng và cũng thể không, cũng không có thể là đúng. Bởi vì sao? Nếu mà đúng là như vậy, là nếu quý vị nói là con đang muốn giữ tâm trong sạch và lòng từ, có nghĩa là tới đây sư ngầm hiểu là quý vị đang tu tập, đang vun bồi cái thiện tâm mình. Và đặc biệt là cái vun bồi cái yếu tố tâm từ trong đây. Thì nếu quý vị á ngay giờ phút này, ngay trong giờ phút này, quý vị nghe xem cái like này, quý vị vẫn tu tập được, hiểu được rõ thế nào là duy trì được thiện tâm, quý vị hiểu rõ thế nào là duy trì và phát triển được cái trạng thái tâm từ để áp dụng ngay trong cuộc sống quý vị á, ngay trong công việc quý vị. Quý vị, để quý vị không bị phiền não những cái quý vị kể trên đó, do cái đồng nghiệp hay do quản lý hay do giám đốc đó, thì cái việc đó là đúng, việc đó là đúng. Còn nếu quý vị vẫn chưa thực sự hiểu được cái tâm thiện, tâm phát triển tâm thiện như sao, chưa hiểu được cái lòng từ như sao, hay quý vị chưa thực sự hiểu là cái tư duy là kiếp này như trả nợ thế nào, quý vị hiểu là quý vị hiểu một cách cực đoan, quý vị hiểu giống như mà để Đức Hạnh Tuệ có nhắc á, rất là nhiều cái vấn đề trong lai rồi, có nghĩa là đừng cái gì cũng đổ thừa là do nghiệp. Không, cái thì đó không đúng, cái đó tư tưởng cực đoan, nó có một cái ngã trọng, nó đi ngược cái lời Phật dạy. Khi mà quý vị có tư duy vậy là sai hoàn toàn. Cho nên là đúng, quan trọng đó, đúng mình phải hiểu rõ một lần nữa xin nhấn mạnh nha, phải hiểu rõ được đó, là cái trạng thái nè, mình khi mình đang còn ở trong công ty nè, mình gặp những cái điều mà nghịch cảnh, những cái bất công, những cái dối trá, những cái đau khổ, những cái sự người ta tổn thương mình vẫn duy trì được trạng thái tâm thiện và cái tâm từ mình lan tỏa đến họ. Và mình có tư duy đây là chắc cái nhân quá khứ của mình, nhân quá khứ mình cũng từng chèn ép ta thế này thế nọ đó, cho nên đây là cái quả mình, thì đó là một cái điều tốt. Hay thậm chí mình không, một ngày nào đó mình cảm thấy mình không có thể, họ kia là gọi là tức đức vỡ bờ đi, mình thấy mình không có thể duy trì được nữa, tại vì cái mức độ nó, tần suất nó quá lớn, tần suất nó quá là cái sự chịu đựng của phàm phu mình đi, cái sự tu tập mình giống như nó nằm ở cái mức độ mà chỉ là chung thôi, nhưng mà đây là mức độ nó còn cao hơn rồi, không? Thì mình nên tránh né nó, cái phiền não nên tránh né nó. Mình nên nghĩ về, không? Mình nên nghĩ về tìm công việc khác, không? Đó là cái điều mình nên làm. Còn cái điều sư phân tích một lần nữa đó, nghĩa là cái điều mình không nên làm, mình cứ nói là con đang giữ tâm trong sạch lòng từ, nhưng mà không, đây là cái sự đè nén sân hận quý vị, cái sự đè nén, cái sự sân hận quý vị, cái sự uất ức quý vị,
vì nó cái ráng nhịn, ráng nhịn, ráng nhịn, mà quý vị hiểu nhầm, có thể hiểu nhầm đó, đó là cái phát triển cho cái sự trong sạch quý vị, phát triển lòng tâm tự quý vị, nhưng mà đó là không đúng, sự đè nén, cái sự uất hận, đúng không? Rồi quý vị lại rơi vào cực đoan, nói là hồi đơn nghiệp của mình thôi mình gánh, đấy là một cái định nghiệp, đúng không? Thì cái điều này là không nên. Cho nên cuối cùng sư vẫn mong là cái vị mà xem live nè sẽ hiểu rõ sư phân tích đó là liệu con như vậy có đúng không á, là đúng như thế nào và sai như thế nào, thì hiểu rõ mình áp dụng để mình có được sự an lạc, có công việc mình có sự tiến triển, mình giải quyết được cái phiền não ngay trong hiện tại. Sư cũng mong như vậy. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Chúng ta qua cái